Sáng nay ngày 1 tháng 10, trong lễ tang của nam sinh viên tử vong tại sân trường do bị mảng bê tông rơi trúng, đại diện của trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã trao bằng tốt nghiệp kỹ sư danh dự cho sinh viên xấu số cho gia đình, và nhiều người có mặt không khỏi xúc động khi mà người cha đã phải thay mặt cậu con trai để nhận tấm bằng mà trước đây cả gia đình đã đều trông đợi. Lễ tang của nam sinh viên Nguyễn Thanh Long, sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Khu Tech, được tổ chức tại nhà thờ Giáo xứ Công Thành ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh với sự có mặt của nhiều người thân, bạn bè và đại diện nhà trường. Trong tang lễ thì phía trường Khu Tech đã trao bằng tốt nghiệp kỹ sư danh dự cho nam sinh viên này. Cha đẻ của Long là ông Nguyễn Quý Khảm đã lên nhận bằng thay con trai. Đại diện trường Khu Tech cho biết là hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Thanh Long ngay trong tối qua ngày 20 tháng 10. Nam sinh viên Nguyễn Thanh Long tử vong tại sân trường do bị mảng bê tông rơi trúng đầu vào chiều ngày 17 tháng 10 khi đang xếp hàng để chờ thang máy. Thank you.